Chào tất cả anh em nha. Chiều nay mình sẽ đi thả con diều dơi này nha anh em. Từ bữa giờ là mình hình như là hôm nay là cái clip thứ ba rồi, mình chưa bay được con diều này. Tại đây mình sử dụng cho nó cái phơm đuôi lớn nha, anh em có thể thấy nè. Tổng thể là nhìn cái đuôi nó khá là to so với cái đuôi trước của mình nha. Thì nói chung là yêu cầu mình làm như thế nào là mình sẽ làm y vậy thôi anh em. Đó, đây là con diều 1m6, con diều dơi. Thì con diều này mình làm cho khách, nhưng mà mấy con diều trước thì mình đã test rồi. Riêng ông này thì mình chưa test, thì hôm nay mình đang thấy trời có gió kìa, cũng không đều lắm nha. Mình sẽ test con diều này. Con này là lèo đầu luôn nè, bây giờ là lèo đầu, mình không có dám lèo sáo cho nó nha. Anh em thấy là bên đây có cái này nè, đó, cái bùn này người ta mới vừa đào lên anh em. Người ta mới vừa bơm lên á. Đây à. Anh em nhìn nè. Bùm. Đó, bùn không à nha. Lỡ mà thả con diều xuống dưới đó mà không có điều gió á, nó bị đánh hay gì nó lọt xuống đó cái là thì rất là nguy hiểm. Con diều mất đó thì mình may lại được, chứ cái sáo mất là uổng lắm anh em. Trước nó thế này nè, lúc nãy có ông nào đi ngang la làng hết hồn chưa. Thì mình sẽ test con diều này hôm nay anh em, mượn chị Dung cầm giùm nha. Test xong rồi coi gió máy thế nào chơi được không nha anh em. Ê đừng có chạy. Rồi bắt đầu thử con diều nha. Thấy chưa, thấy tôi đánh dây qua dây điện ghê chưa. Đừng nên học theo nha anh em, dướng dây điện mất công lắm á. Đấy, chơi diều mét 6 sao cho chất. Đẹp không anh em? Chỉnh lèo lại chút xíu là lụm thôi. Vẫn lèo giữa nha, nhưng mà mình hạ lèo xuống tí thôi. Con này nó còn nhẹ đầu lắm, về mấy anh mà leo sáo vô á thì thôi hết bàn luôn. Lâu rồi mới được một ngày gió anh em ơi, đã quá. Gió nhưng mà cũng không có mạnh, nhưng mà đủ chơi. Nói chung là giật chiều gì là được rồi ha. Gió đúng hướng rồi đó anh. Bữa giờ gió đi đâu tôi tìm gió không được. Đó anh em ơi, lên trên này thấy không, gặp gió trên này thấy con diều mình đã ok chưa à. Rất là đã luôn anh em ơi. Con diều ba chiên đó, hiền mà đẹp luôn anh em. Không biết là lên cao thì mình chứ là em sẽ không thấy nó rõ đâu, mình chỉ ở ngoài thôi, mình thấy một con dơi rất là rõ luôn, đi ngang bách hang rất là rõ luôn anh em. Đã quá, lâu rồi mới có được ngày gió như vậy, mắc cười luôn. Còn nhẹ đầu nha, còn đánh tại vì cái phơm là cái phơm đuôi lớn cho anh em đeo sáo to chút xíu đó. Chung là mấy con mini mà mình cái phần đeo sáo nó cũng hạn chế anh em, tại vì nó không thể mang nguyên bộ sáo to được, nó nhỏ nhỏ ha, nó nhỏ nhỏ mà mình làm mấy anh em làm miệng dày chút thì mình nhớ con diều thế này nó bay rất là bình thường luôn. Giờ này con diều kêu lớn như trời. Chung là ok rồi, bay gì là rất là ngon rồi. Giờ để mượn điện thoại chị Dung mình zoom lại cho anh em coi nha, đập dây đi zoom lại cho anh em coi nè. Đâu rồi, thì một cái hình màu đen đó, anh em thấy là đầu nó con dơi hơi nhẹ một tí, nhưng mà không sao, tại vì mình làm để cho mấy anh em về đeo sáo mà, mình chỉ cọp cho nó viên đá vừa vừa thôi, nó đỡ nhẹ đầu thôi. Đang đòi dây nha anh em, mình cầm tay lại không có thả dây nè. Ơi đã quá, lâu rồi mới cầm được cái con diều mà gió nặng tay thế này anh em, khoảng 10 ngày nay rồi mới có gió lại, cực kỳ đã luôn. 1m6 nha, dơi đang bay trên bầu trời.
Đấy. Cái này mà ở ngoài thì anh em nhìn nó đẹp, chứ vô đây thì nó hơi tối, nó hơi bị chói á. Chứ cũng hơi cao rồi anh em, thả lên cũng hơi cao rồi. Đẹp lắm anh em ơi. Nhiều đẹp lắm. Lúc nãy cái lúc mà mình mới ra đây thì chưa có gió à, xong rồi mình kéo dây xuống hết gió luôn, xong rồi đi về. Bây giờ quay trở lại đây mới có gió, giật lên cho anh em coi thì đã. Cảm giác mà lâu rồi mới giật con diều á, mặc dù nó nhỏ thôi, nó chỉ làm mét 6 thôi, nhưng mà nó rất là đã luôn nha. Bây giờ là cái thời gian mà gần cái đã này lại nè, phải đi về nữa, cũng trễ rồi. Cũng diều về nha, về còn làm tiếp tục mấy con diều khác để phục vụ anh em nữa nha anh em. Giờ kéo dây xuống nha. Gió quá đi luôn ha. Gió thả về luôn ha anh. Vô lý thiệt, có gió nên là mình phải về nè. Tại vì về nhà còn nhiều việc lắm anh em ơi. Còn làm mấy diều ở nhà nữa. Đó, nó không chịu xuống kìa. Không chịu xuống hả anh? Nó quá không chịu xuống. Thôi thôi. Thôi đi. Rồi, cuốn diều xuống nha anh em. Tại vì tự nhiên bây giờ là có gió rất là lớn luôn. Xong rồi mình kéo nó xuống, nó không chịu xuống á. Nó xây thì thôi mình sẽ chọn cái phương án là cho nó đâm xuống dưới bụi chuối luôn nha anh em. Chứ nếu mà nó lũi xuống dưới bùn thì nguy hiểm lắm. Ai, gió nữa rồi nè. Đó, nói chung là bữa nay test được con diều. Thử con diều luôn cho anh em coi nha. Con này là con dơi 1m6 nha anh em. Phơm đuôi to. Đấy, mình cột cho nó viên đá nè. Tại vì mình không có đeo sáo, tại mình sợ đeo sáo vô á là nó bị gió không có đều nha em, nó đánh xuống dưới đây nè, nó gớt xuống dưới cái hố này cái mất công lắm, cho nên là mình chỉ thả nhiều không thôi nha. Nói chung mình nó bay vậy ok, vậy anh em lắp sáo rồi, hàng thì bao đổi trả anh em hoàn toàn yên tâm nha. Bây giờ về nha, mình gửi clip cho khách của mình nữa, sau đó là mình sẽ đóng nhiều đi, tiếp tục mình làm những nhiều khác nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của mình nha.